mừng các bạn đến với kênh Cơ Điện Tử Channel. Trong clip ngày hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một bài tập về phần động học. Chúng ta sẽ vào bài tập như sau. Vật nặng C này. Đây. Được kéo lên theo vuông thẳng đứng nhờ sợi dây vắt qua rồng vọc A. Vắt qua rồng vọc A thì rồng vọc cố định A này đặt cách đường thẳng đứng một đoạn OA. Một đoạn OA bằng A. OA bằng A đây. Xác định vận tốc và gia tốc của điểm C phụ thuộc vào khoảng cách OC bằng X. OC bằng X. Nếu đầu tự do của dây được kéo với vận tốc không đổi là U, thì đầu này tự do kéo vận tốc không đổi là U. Thì đây là bài toán nó yêu cầu là xác định vận tốc và gia tốc của điểm C. Nên đây là một bài toán về động học điểm. Thì bài toán động học điểm thì thường là có hai dạng. Thứ nhất là nó cho biết trước quy luật chuyển động của điểm C, sau đó chúng ta sẽ đảo hàm một lần thì suy ra được vận tốc, và đảo hàm thêm một lần thì suy ra được gia tốc. Cái thứ hai là nó không cho biết được trước quy luật chuyển động của điểm C, mà chúng ta phải tìm quy luật chuyển động thông qua điểm chung và sau đó tính được vận tốc và gia tốc. Thì đây, bài tập này là theo dạng thứ hai. Thì đầu tiên mình phân tích một chút. Thì ban đầu á, ví dụ ban đầu vật ở vị trí là AC0. Ban đầu vật ở vị trí AC0, ví dụ C0 ở đây, thì các bạn đã biết thì sau thời gian T thì vật sẽ đi được một quãng đường là S. S và S này nó chính bằng U mà nhân T nhân cho thời gian. Thì công thức tính vận tốc và quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy thì AC nó sẽ bằng AC0 mà trừ cho S là chính bằng AC0 mà trừ cho UT. Rồi chúng ta sẽ vào bài toán giải cụ thể như sau. Thì vật khảo sát ở đây là vật nặng C. Phân tích chuyển động thì ban đầu vật ở vị trí C0. Vị trí 0. Sau thời gian T thì vật đến vị trí C. Ta xét tam giác vuông AOC vuông tại O, thì ta có x bình là cái đoạn này nó bằng AC bình mà trừ cho AO bình, mà AO này chính bằng là A, nên đây chính bằng AC bình mà trừ cho A bình. Mà khác các bạn này có như phân tích hồi nãy thì AC này nó chính bằng AC0 mà trừ S và bằng AC0 mà trừ UT, đánh dấu đây là 1. Thì từ 1 chúng ta suy ra được là x bình cộng a bình bằng AC0 mà trừ UT tất cả bình. Như vậy ta suy ra được là x nó sẽ bằng là căn bậc 2 của AC0 trừ UT tất cả bình mà trừ cho a bình. Đây ta đánh dấu đây là 2. Thì tính vận tốc điểm C thì ta đảo hàm cái x này thì căn u đảo hàm bằng u phẩy đảo hàm trên cho hai căn u, thì căn này đảo hàm ra thì cái a này đảo hàm bằng 0 thì mình không ghi là này, còn a sẽ không trừ ut tất cả bình đảo hàm, đây là hàm hàm u nên chúng ta sẽ bằng hàm u mũ âm pha, nên đây là 2 nhân cho AC0 trừ UT nhân cho U phẩy, là đây là đảo hàm cái này bằng trừ U. Tương tự như vậy là hai căn U thì ghi lại đây, mình đã nhủ đây là 3. Mà khác từ cái 2 này cái 2 này là x nó bằng AC0 trừ UT tất cả bình, đây là bình nha các bạn, trừ A bình. Do vậy VC nó sẽ bằng V và bằng trừ U trên X căn bậc 2 của X bình cộng A bình. Chúng ta tiếp tục. Thì để tính gia tốc điểm C thì từ 3 các bạn chú ý đây là bình phương nha. Đây là bình phương. Thì từ 3 là đây. Từ 3 đây ta dễ dàng suy ra được là V nó bằng
đào hàm, dấu chấm này đào hàm theo tia của x và bằng bằng cái này bằng trừ AC0 bình cộng UT bình chia x. Như vậy ta suy ra được x nhân v nó sẽ bằng trừ AC0 bình cộng U bình T. Ta lấy vi phân hai vế thì các bạn chú ý cái này là hàm hợp, ta lấy vi phân hai vế thì cái x nhân v đào hàm nó bằng x đào hàm nhân v cộng x nhân v đào hàm, còn cái thằng AC0 này này là đào hàm này, và cái U bình T đào hàm thì AC0 là một hàng số nên tỷ lệ đào hàm nó bằng 0. U bình T đào hàm thì đào hàm theo T nên đấy nó bằng là U bình, còn cái x này đào hàm thì bằng V và V đào hàm là ra gia tốc. Như vậy ta suy ra được là gia tốc nó sẽ bằng là U bình trừ V bình chia x, và ta khai triển cái thằng V này thì chỉnh bằng cái này, ta khai triển ra thì ta được là gia tốc nó bằng trừ U bình nhân A bình chia x mũ 3. Thì ngoài ra các bạn có thể tính cái vận tốc ở trên này, vận tốc này, cái vận tốc điểm C này các bạn có thể tính nhân. Thì tại vì khi tính đào hàm mà theo cắn á, thì nó rất dễ sai, nên chúng ta có thể tính nhân bằng cách lấy vi phân, thì ta có x bình nó bằng AC0 mà trừ UT tất cả bình trừ A bình. Đây. Thì từ cái này các bạn suy ra có x bình này. Nên suy ra ta lấy vi phân hai vế thì cái đây là một cái hàm hợp, nên lấy vi phân là bằng 2 nhân x đào hàm, và bằng đây là đào hàm của hàm U mũ pha nên đây bằng 2 nhân AC0 trừ UT nhân cho U đào hàm, thì U đào hàm nó bằng cái này là 0 rồi, AC0 là hàng số nên bằng 0, trừ UT thì đào hàm thì bằng trừ U. Như vậy rút gọn thì ta có được là đây, cái này là bằng bằng 2 căn bậc 2 của x bình cộng a bình, suy ra được v nó bằng trừ u chi x căn của x bình cộng a bình. Còn cái phần gia tốc thì ta cứ tính tương tự như cách trên này. Và clip này kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn học tốt. Cảm ơn các bạn đến với kênh Cơ Điện Tử Channel. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tập về phần ma sát. Trong phần này chúng ta sẽ giải một bài tập về phần ma sát như sau. Bài tập là nó cho hai vật như nhau G và H cùng trọng lượng P đặt trên các mặt AB và BC của lăng trụ ABC. Chúng liên hệ với nhau nhờ sợi